Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại một cái con hẻm của trục đường Hậu Giang thuộc phường 5 quận 6 để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà kết cấu một trệt hai lầu sân thượng cô chú anh chị ha. Một trệt hai lầu sân thượng nha. Nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nè. Đó. Hiện tại Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mái bê tông cốt thép của mình ha. Đó, ở đây là mái bê tông cốt thép nha. Nhà mình là một trệt hai lầu một sân thượng cô chú anh chị. Đang thuộc cái con hẻm 121A của trục đường Hậu Giang thuộc phường 5 quận 6. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Kim Biên nè, rồi chợ bến xe Chợ Lớn của chú anh chị. Rồi gần ngay chỗ ở đằng này nè. Ở đằng này cô chú anh chị mình đi vài bước chân thôi là cô chú anh chị mình ra ngay chỗ cái trường tiểu học Châu Văn Liêm. Hướng ra mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ha. Còn hướng này là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường Mai Xuân Thưởng ra hẻm 187 của trục đường Mai Xuân Thưởng nha. Nhà mình thuộc cái con hẻm thông cô chú anh chị ha. Có kích thước là ngang 3m, chiều sâu vô trong là 11m, kết cấu một trệt hai lầu một sân thượng của chú anh chị, gồm tổng cộng là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, hướng chánh là hướng nam của chú anh chị ha. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ căn nhà này đó là 5.200.000.000 nha. 5.200.000.000 nha của chú anh chị. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nữa của chú anh chị ha. Cô chú anh chị đã có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem ha. Ừ, ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả của chú anh chị ha. Nhớ liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha của chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của anh chị ha. Và bây giờ thì cùng mời cô chú anh chị mình thêm toàn bộ cái video clip này cùng với Nguyễn Hoàng nha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm một sẹt của trục đường Hậu Giang. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 5 quận 6 ha. Con hẻm này là hẻm 121A của trục đường Hậu Giang của chú anh chị. Hướng này của chú anh chị mình di chuyển thẳng ra, mình rẽ tay phải là mình ra ngay chỗ chợ Kim Biên của chú anh chị ha. Ra ngay chỗ góc chợ Kim Biên và chợ lớn của quý anh chị, bến xe chợ lớn á, là gần ngay chỗ góc này luôn. Thì cái hẻm 121A này đó là nó nằm ở đoạn đầu của đường Hậu Giang giao với lại cái đường Mai Xuân Thưởng của quý anh chị. Thì cái nhà của mình là nó giao với lại đường Mai Xuân Thưởng ha. Thì nhà mình là thuộc con hẻm thông nha. Nó đi thông ra bên trục đường Mai Xuân Thưởng. Đây, bên này nó có một cái trục đường nè, đi thông ra bên Mai Xuân Thưởng 187 của Mai Xuân Thưởng nha. Hẻm này là hẻm thông của quý anh chị ha. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà nha. Đó, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha quý anh chị, hoàn công đầy đủ nha, kết cấu một trệt hai lầu ha. Hẻm này là hẻm 187 của Mai Xuân Thưởng nè, nó đi thông ra bên 187 của quý anh chị. Còn cái hẻm này là cô chú anh chị mình sẽ đi thông ra bên trục đường Phan Văn Khỏe ha, hướng đi ra bên mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ở ngay chỗ cái trường tiểu học Châu Văn Liêm với cô chú anh chị. Cái hướng này nha, mình ra ngay chỗ trường tiểu học Châu Văn Liêm. Còn cái trục đường Mai Xuân Thưởng á, cô chú anh chị mình di chuyển ra là mình ra ngay chỗ cái công an quận 6, ngay chỗ góc Phạm Văn Chí và lại đường Mai Xuân Thưởng, nó một có một cái công an quận 6 ở ngay góc đó nha. Ở nhà mình nó thuộc cái con hẻm này, bên trong này để tay trái vô và để tay phải vô của anh chị. Còn mình hướng đi ra bên mặt tiền đường của đường Hậu Giang thì nó cũng khá là gần nha. Từ đây ra ngoài đó thì khoảng cỡ chừng là 50m thôi. 50m thôi là mình đang ngay chỗ mặt tiền đường của đường Hậu Giang rồi. Ngay chỗ cái sữa tôi TH đó của anh chị thấy không? Ngay chỗ cái TH đó, đó là mặt tiền đường của đường Hậu Giang. Thì nếu mà cô chú anh chị nào muốn tìm cái ngôi nhà này á, cô chú anh chị mình đi tới ngay chỗ cái chợ lớn, bến xe chợ lớn nè. Rồi ngay chỗ chợ Kim Biên, mình hướng đi về bên trục đường Hậu Giang. Bên tay trái nó có một cái con hẻm. Con hẻm 121A, 121A của quý anh chị. Đây, hẻm 121A nè, sạc 25. Thì mình di chuyển vô cái hẻm này. Hẻm này là hẻm ba gác nha. Nó có cái độ rộng chắc khoảng có 3m của quý anh chị nha. Hẻm này thì nó rộng 3m. Căn mình thì sâu lưng cái căn này. Sau lưng cái căn bự này nè, là cái căn nhà mình là ở sau lưng ha. Đó, cái căn đó là căn của mình của anh chị ha. Đó, đường trước nhà mình đậu xe thoải mái luôn của anh chị. Thì căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 5.200.000.000 của anh chị nha. 5.200.000.000 của anh chị. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ của anh chị ha. Một trệt hai lầu bê tông cốt thép nha, đúc bê tông cốt thép. Mái của nhà mình đó là mái bê tông cốt thép luôn của anh chị. Ở nhà đẹp, mới vào ở ngay. Đây, căn nhà của mình là cái căn này nè. Căn này thì hiện tại là rất là nhiều anh chị giới thiệu rồi của anh chị nha. Rất là nhiều người đang giới thiệu cái căn nhà này. Căn nhà này thì mới lên sóng cách đây hôm qua thôi. Mới lên sóng cách đây hôm qua nhưng mà rất là nhiều người đang giới thiệu căn này nha. Cô chú anh chị nào thiện chí thì quan tâm thì liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha. Với số điện thoại 0901 796379 nha cô chú anh chị. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm cái ngôi nhà này, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của chú chị nha. Ở nhà đẹp, mới vào ở ngay nè. Một trệt hai lầu sân thượng của chú chị, đúc bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép luôn.
nhà của mình hiện tại đang có thuộc cái địa chỉ chính xác đó là 121A sẹt 25A đường Hậu Giang, thuộc phường 5 quận 6 nha quý anh chị. Đó, mức giá là 5.200.000.000 nha. 5.200.000.000 giá này thì chủ nhà vẫn còn bớt cho mình nữa ha. Ở bên trên này chủ nhà là có làm cái máy nè, ở cái tôn sáng nè quý anh chị. Ngay góc này là cái tôn sáng nè, hệ thống đèn tiếp 2 ngay góc này. Ở chủ nhà làm cái hệ thống đèn tiếp 2. Cửa ngôi nhà của mình đó thì chủ nhà xài là cửa 4 cánh. Đó, 2 lớp nha, một lớp cửa sắt ở bên ngoài. Đó, sơn với cái tông màu là màu xám kết hợp với lại màu vàng, màu màu cam của anh chị. Đó, anh tạo cái điểm nhấn nè, ngay góc này nè, tạo cái điểm nhấn nè. Cửa này cửa 2 cánh nha, khắc CNC nè của anh chị. Khúc này là khắc CNC nha. Đó, cửa 2 cánh rất là đẹp luôn. Rồi bên này là tường thì chủ nhà ốp đá hoa cương lên nè, ốp đá hoa cương lên. Ở đây chủ nhà có làm sẵn cho mình cái đồng cái chuông luôn. Cái chuông này của anh chị thấy không? Cái này là cái chuông nha, chủ nhà làm sẵn cho mình luôn rồi. Thềm nhà thì chủ nhà làm cao hơn, xong với lại thềm đường là khoảng có 4 tấc của anh chị, làm cao hơn nha. Cao hơn cái đường đường này là 4 tấc nè. Thì không biết ở đây sau này có mở đường không thì không biết, nhưng mà chủ nhà làm cao hơn để đề phòng của anh chị. Với lại chủ nhà cũng có làm cái khung sắt để mình lên xe, lên xuống xe rồi nha. Chủ nhà làm sẵn cho mình hết rồi. Ở bề mặt này là bằng đá hoa cương luôn nha. Mấy cái bậc tân cấp này nè, chủ nhà là làm bằng đá hoa cương luôn. Ở cửa này là cửa 4 cánh đây. Cửa này cửa sắt kính, cửa sắt. Bên trong là chủ nhà xài cửa nhôm sinh pha. Bên này là nhôm sinh pha nha quý anh chị. Ở bản lề của kim long nè. Ở này là cái tôn sáng của mình đây. Một trệt hai lầu ha. Căn này có tới tổng cộng là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Hướng chánh của ngôi nhà của mình đó là hiện tại là đang thuộc hướng nam của quý anh chị. Nhà mình hướng nam nha. Nhà mình hướng chánh là hướng nam. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Nhà mới đẹp và ở ngay nha. Kích thước của ngôi nhà của mình đó là ngang 3m, chiều sâu vô trong là 11m nha. Ngang 3 dài 11 ha. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước. Ở đồng hồ nước của nhà mình thì nằm ở góc này nè. À, chủ nhà làm cái khoảng không gian này để mình mở ra mở vô nè. Đó, rất là gọn nha quý anh chị. Đó, cái đồng hồ nước nó nằm bên dưới này thấy không. Đó, đồng hồ điện thì nó nằm với góc bên ngoài nè quý anh chị. Đồng hồ điện chính là chắc chủ nhà gắn ở bên trong rồi, không thấy cái đồng hồ điện, không thấy cái đồng hồ điện của quý anh chị, chắc chủ nhà gắn ở bên trong rồi quý anh chị nha. Ở lầu 1 của ngôi nhà của mình đây nè, lầu 2 là cái sân thượng nha. Lầu 2 nó có một phòng ngủ với một cái nhà vệ sinh ở bên trên nữa, có cái sân thượng luôn. Còn ở lầu 1 này thì hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh nằm ở giữa nha. Một nhà vệ sinh nằm ở giữa của quý anh chị ha. Hai lớp cửa của quý anh chị, lớp cửa cổng ở bên ngoài và một lớp cửa nhôm sinh pha. À, đồng hồ điện của nhà mình đây nè quý anh chị ơi. Ở đồng hồ điện của nhà mình thì nằm góc bên này. Ở bên này là cái CV tổng của ngôi nhà của mình đây nè. Rồi mấy cái công tắc đèn. Bên này thì chủ ốp miếng dán tường lên, ốp miếng dán tường xung quanh luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bên trên là hệ thống đèn nha. Ở đèn led âm trần ở bên trên, ở giữa chủ nhà có kết hợp với lại quạt kết hợp với đèn nè, quạt kết hợp với đèn luôn. Còn mảng bên này thì chủ nhà ốp nhựa PVC ha. Tấm này là tấm nhựa PVC nè. Ở giữa là đường chỉ bạc nè của chị, rất là đẹp. Mấy cái này là mấy cái dây cáp của chú chị nha. Cái đường ống, cái dây cáp với lại ổ điện để của chú chị mình thiết kế, mình để tivi góc bên này. Rồi ở đây chủ nhà có làm thêm mấy cái hệ thống đèn nè, đèn led nè. Ở này hệ thống lam nha, lam giả gỗ nha của chú chị. Lam giả gỗ người ta làm tên tới bên trên nó luôn nè. Bên này cũng vậy luôn. Ở chủ nhà làm tên tới bên trên này luôn. Rồi bên này thì chủ nhà có để mấy cái cây, mấy cái cây kiển ngay góc này. Ở mấy cây kiển rồi có mấy cái kệ ở đây nè. Này của chú chị mình để cũng khá là nhiều đồ ngay góc này nha. Rồi ở bên dưới đó nó có cái hệ thống đèn ha. Ở đây thì chủ nhà làm hệ thống đèn led âm rồi giật hộp nữa của quý anh chị, nên bên trong đó sẽ có những cái hệ thống đèn led nha quý anh chị ha. Ở còn đây là khoảng không gian khu vực của bộ ghế nè, bộ ghế sofa. Rồi chủ nhà làm thêm hai cái bàn, một cái bàn nhỏ và cái bàn bự của quý anh chị. Ở mảng tường bên này, ở dưới cầu thang nhà mình đúc kiên cố nha, đúc bê tông cốt thép của quý anh chị ha. Ở dưới này thì chủ nhà làm chủ nhà ốp gạch lên, ốp một cái mảng tường khác nha. Mảng này là mảng gạch khác nha quý anh chị, một cái tông màu gạch khác nè. Ở đây cô chú anh chị mình có thể mình để đồ ngay góc này cũng được nè. Ở để những cái vật dụng hoặc là để đồ ngay góc này cũng được, khá là tiện. Cầu thang thì đúc bê tông cốt thép, bề mặt đi là bằng đá mây bồ nè.
đá này đá maple của anh chị, với cái tông màu là màu giả đá ha, màu giả đá nè, màu trắng giả đá của anh chị ha. Tay vịn thì bằng gỗ cam xe ha, được sơn của tông màu là màu nâu nha của anh chị, màu nâu nè, kính nè, hệ thống kính nè, kính này kính tối của anh chị, hệ thống kính ha. Cái này cầu thang để mình di chuyển lên bên trên lầu 1 là với lại sân thượng nằm ở bên trên nha. Rồi bên dưới này nó có cái toilet nữa ha, toilet nằm ở bên dưới này nè. Bên này là khoảng không gian khu vực gian bếp của mình. Ở đây có một cái bộ ghế bàn này, bộ bàn ăn, bộ bàn ăn chủ nhà làm sẵn cho mình để đây luôn rồi. Ở đây có ba cái bức tranh đây, chủ nhà là gắn ba bức tranh. Bên này có cái đồng hồ, ở bên trên hệ thống đèn đây nè, đèn led âm với lại đèn dược hợp của anh chị. Không gian này là không gian của toilet, không gian của gian bếp của anh chị ha. Thì chủ nhà làm cái hệ thống đèn, hệ thống tủ đây. Đó, không gian này của chú anh chị mình về mình thiết kế thêm cái kệ nữa, kệ nóc nữa, kệ nóc nữa của chúng chị mình gắn đây nè, gắn ở đây để mình xài, mình để kệ chén đồ ha. Bên dưới này là cái bồn nè, bồn này bồn inox 304 nha, nhưng mà cái được cái là có rất là nhiều chế độ nha. Đó, ở đây là nó có tới 3 chế độ luôn nè, một chế độ rau rửa rau củ quả nè, ở đây nó có cái kệ nữa. Rồi bên này nó có cái chế độ cầm nắm nè của chúng chị, cầm nắm rồi tay bóp nè ha, tay bóp nè. Có mấy chức năng của chúng chị ha. Bồn này là bồn inox 304 nha. Rồi còn cái không gian này là không gian để của chúng chị mình để bếp ga hoặc là bếp âm, tùy theo của chú anh chị mình. Mặt kính này thì chủ nhà thiết kế là mặt kính cường lực nha, với cái tông màu là màu xám nha. Đó, tông màu là màu xám bên mặt kính cường lực của chú anh chị. Đó, trải dài qua tới bên kia luôn. Bên này nó có cái hệ thống tủ nè. Hệ thống tủ ngay góc này nè của chú anh chị. Đó, hệ thống cửa kính rồi hệ thống tủ luôn, có hệ thống đèn ở bên trên luôn. Ở bên dưới này nó có mấy cái hộc tủ để mình để đồ ha. Đó, hộc tủ nè, học tủ để đồ ở ngay góc này. Ở đường ống là chủ nhà làm sẵn cho mình hết rồi. Ở bên trong này là cái toilet của nhà mình. Nhà mình thì chủ nhà làm sẵn cái đường ống để của quý anh chị mình về mình gắn cái máy nước nóng năng lượng mặt trời của quý anh chị. Đó, có cái van nóng và van lạnh thì chủ nhà làm sẵn rồi, nhưng mà hiện tại thì chưa có cái máy nước nóng năng lượng mặt trời nha. Chủ nhà chỉ có làm sẵn cho quý anh chị mình thôi ha. Ở hệ thống gương soi thì kết hợp với lại đèn led nữa nè. Đó, có lavabo nè, bồn cầu nè. Ở vòi sen tắm nè, gạch thì chủ nhà ốp cao ráo lên tới bên trên hết luôn. Cửa này thì xài cửa nhôm sinh pha. Bên này là cái mảng tường ha, mảng tường này là mảng tường màu xanh, chủ nhà ốp lên rất là đẹp. Rồi cầu thang đúc bê tông cốt thép nha quý anh chị. Bề mặt bằng đá maple ha. Ở dưới mấy cái bệ này nó có cái hệ thống đèn led nha. Hệ thống đèn led nằm ở bên dưới này nè quý anh chị. Rồi để ông Hoàng di chuyển lên bên trên lầu 1 review cho quý anh chị mình ở bên trên này. Bên trên này có hai phòng ngủ ha. Thì bên này nó một phòng nè, còn khoảng không gian này là không gian của toilet đây. Đó, không gian của toilet của mình đây. Đó, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết. Bên trong này là một phòng, hai phòng ngủ với lại một toilet nằm ở giữa. Bên này thì chủ nhà có làm thêm cái đường ống để mình đi máy lạnh ha, được cái đường ống dây đồng để mình đi máy lạnh nè, dây điện đồ cũng đã chừa sẵn cho mình hết rồi. Ở bên trên là hệ thống đèn ha, đèn led âm với lại đèn pha lê, rồi đèn mâm. Bên này nó có cái cửa sổ nữa nè của anh chị. Nhà cái bên thì ta chưa có xây cao bằng nhà mình nữa. Cái này khóa rồi nè, bắt dính khóa rồi nè. Sau này của chúng chị mình về mình mở cái dính này ra nha. Tại vì cái nhà kế bên chứ chưa xây cao bằng nhà mình, nên mình tận dụng mình là khoảng không gian này mình mở cái cửa ra, mở cái cửa ra lấy cái không khí gió cũng được ha. Ở bên trên hệ thống đèn nè. Phòng này nó cũng bự nha. Nhà mình kích thước là ngang 3m và chiều dài là 11m của chúng chị nha. Kết cấu một trệt, hai lầu một sân thượng của anh chị, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha, mua bán ký công chứng center lúc nào cũng được luôn. Ở nhà mình đang có cái địa chỉ chính xác đó là 121A sạc 25A đường Hậu Giang thuộc phường 5 quận 6 nha, thành phố Hồ Chí Minh của anh chị ha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Kim Biên với lại bến xe Chợ Lớn nha. Ở không gian của ban công đây, ban công của mình đây ha,
Đó, khu vực này ban công nè, khu vực này là cửa sổ nè, ở bên này là mặt kính nha quý anh chị, bên này là mặt kính nha. Đó, không gian của cửa sổ của mình đây. Đó, có cửa nhôm đồ đầy đủ hết nha quý anh chị, nhôm kính đồ đầy đủ hết. Đó, đường ống dây đồng đây, đường ống dây đồng để mình gắn máy lạnh nè. Rồi bên trên hệ thống đèn nè, đầy đủ hết ha, chủ nhà đã làm sẵn cho mình hết rồi. Đó, cửa này xài cửa gỗ luôn ha, cửa gỗ luôn, rất là đẹp của quý chị ơi, cửa gỗ luôn nè. Đó, cầu thang có hệ thống đèn đèn led ở bên dưới hết. Đó, tay vịn bằng gỗ nè, kính cường lực nè, chủ nhà làm rất là gọn nha quý chị, làm rất là gọn nha. Đó, di chuyển lên bên trên luôn. Đó, để ngoài di chuyển lên bên trên lầu 2. Nhà mình chỉ có một trệt hai lầu thôi nha quý chị, một trệt hai lầu thôi, nhưng mà được cái là có cái sân thượng nữa, mình trồng cây, mình phơi đồ ở ngoài đó ha. Bên trên là cái mái bê tông cốt thép luôn, bên trên đó, bên trên cái nóc này nè là bê tông cốt thép luôn quý anh chị nha. Ở đây một phòng nữa nè, và bên này thì cũng có cửa sổ luôn, tại vì nhà kế bên mình chưa có làm lên tới đây nên mình chỗ được cửa sổ ra. Khu này là khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị, khu này không có quy hoạch nữa quý anh chị nha, không quy hoạch nữa nha. Nhà mình là xây đúng theo cái hiện trạng của nhà nước, là nhà nước cho xây thì sao là nhà mình xây y chang vậy luôn. Đó, có chừa lộ giới một tí tí ở ngay phía ngoài đó, ngay chỗ cái bậc tầng cấp đó thôi quý anh chị, còn không là không tối coi như là hết luôn á. Nhớ chung là nhà mình là lộ giới có tí tí ở chừa ngay chỗ cái mấy cái bậc tầng cấp đó thôi. Đó, hệ thống đèn rồi đủ hết nè, ở đèn led âm nè, ở phòng rất là bự, cửa xài cửa gỗ. Đó, tay vịn là bằng inox 304, có mấy cái chốt khóa nè, rất là gọn nha. Rồi toilet mình đây, gạch dán lên tới bên trên đó luôn. Đó, cửa xài cửa nhôm sinh pha, bản lề của kim long nè, kính đục nè quý anh chị. Đó, hệ thống gương soi của mình đây ha, hệ thống đèn led nha quý anh chị, hệ thống đèn led kết hợp với gương soi nè, ở mình sử dụng nha. À, bồn lavabo nè, rồi bồn cầu nè, ở đây nó có hai cái van nè quý anh chị thấy không, van nóng và van lạnh nè. Cái đây, ống này là ống thoát nước của máy lạnh, ống thoát nước của máy lạnh. Còn cái khoảng cái này là cái máy chế độ luôn nè quý anh chị thấy không, 1, 2, 3, 4 nè. Còn cái này là nóng lạnh ha, lạnh nóng nè, lạnh nóng nghe này, mình bật qua đây là nó lạnh, bật qua đây là nóng ha. Đó, máy chế độ luôn quý anh chị thấy không, vòi sen tắm đồ, tay cầm đồ, cái này mình cầm ra được luôn nè, nói chung là được đầy đủ hết ha. Đồ cũng xịn, nội thất xịn của anh chị nha. Gạch thì chủ nhà cũng ốp theo một cái mẫu gạch mới nha, mẫu gạch này rất là đẹp. Đó, mẫu gạch này tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà của mình, nó rất là sang. Rồi bên ngoài này là cái sân thượng của ngôi nhà của mình đây, thì cái đường ống này chủ nhà làm sẵn cho mình để mình thiết kế, mình để máy giặt ra nè, đường ống cấp, đường ống xả nè. Đó, ổ điện thì nằm bên góc này, ổ điện nằm bên góc này. Ở bên trên này thì chủ nhà làm cái hệ thống lam nè, họ làm giả gỗ nè, rồi hệ thống đèn của anh chị. Cửa này xài cửa nhôm sinh pha nha, nhôm sinh pha ha. Ở sân thượng nhà mình đây ha, hai bên thì chủ nhà xây tường cao lên khoảng có 1m2, rồi chủ nhà làm cái khung sắt bảo vệ nữa, khung sắt bảo vệ bên trên nè, rất là chiêu luôn của chú chị. Bên này là sơn màu cam nè, màu xám nè, so le với nhau quá của chú chị, chủ nhà sơn so le với nhau á. Ở đây thì tay vịn là bằng inox 304 nha, tay vịn là bằng inox 304, kính cường lực nha, tay vịn inox 304 kính cường lực. Hai bên này chủ nhà trồng thêm hai cái cây dừa kiển nữa. Hai bên nha, cây dừa kiển của chú chị ha. Rồi có thêm hai cái hệ thống đèn pha lê nữa nè, bên này một cái và bên này một cái nè, đèn năng lượng mặt trời của chú chị, buổi tối nó mới sáng nha. Đó, năng lượng mặt trời nè, bốn góc nè, bốn góc đều là năng lượng mặt trời hết, buổi tối nó mới sáng nha. Bên này cũng vậy luôn, khu này khu dân cư hiện hữu nha của chú chị, không có quy hoạch của chú chị ha. Ở hướng này của chú chị mình hẻm thông nè, hẻm này đi thông nha, ra tới đó, ra tới ngay cái nhà đó đó, rẽ phải ra hẻm 187 của trục đường Mai Xuân Thưởng nha. Còn cái hướng này nè, ngay chỗ cái nhà đó đó, đi thẳng luôn, cô chú anh chị mình ra đường Phan Văn Khỏe, đó là cái ngay trường học luôn, trường học Châu Văn Liêm ở ngay đó đó cô chú anh chị, trước mặt cô chú anh chị mình đó, đó là cái trường học Châu Văn Liêm ngay chỗ cái cây cây á, cây lớn lớn mà bự đó đó, là trường học Châu Văn Liêm, nhà ngay trường học Châu Văn Liêm luôn nha. Rồi gần ngay chỗ chợ Kim Biên nè, chợ bến xe chợ lớn luôn cô chú anh chị. Căn nhà này hiện tại là đang thuộc số 121A sạc 25A của trục đường Hậu Giang nha, trục đường Hậu Giang của quý anh chị nha.
thuộc phường 5 quận 6 ha. Nhà mình sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của quý anh chị nha. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha. Ở nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nè quý anh chị. À quên, hồi nãy Nguyễn Hoàng nói không có là không đúng ha. Đây cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của mình đây. À, xin lỗi của quý anh chị mình nha. Hồi nãy Nguyễn Hoàng không có để ý. À, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của mình thì chủ nhà đã ráp sẵn cho mình luôn rồi. Ráp sẵn cho mình ở ngay góc này rồi. Này bồn nè, bồn này tới chắc ngàn lít lần. Bồn này của Đại Thành của quý anh chị. Đại Thành ha, chắc ngàn lít lần của quý anh chị ha. Không gian này là đúc bê tông cốt thép luôn nè. Sàn của này là sàn bê tông cốt thép luôn của quý chị thấy không? Ở đây thì có cái giếng trời ở đây nữa nè. Một cái giếng trời ở đây nữa ha. Rồi có mấy cái đường cái phả thác nước nè. Ở trên sân thượng này có cái đồ thác nước luôn. Sau này cô chú anh chị mình về mình chịu khó mình mua sơn chống thấm mình quét một lần nữa ha. Quét sạch cái sàn này một lần nữa là bao luôn. Cô chú anh chị mình ở hoài luôn. Không có sợ thấm gì hết cô chú anh chị. Nhà kích thước ngang 3m và chiều sâu vô trong là 11m ha. Kết cấu một trệt hai lầu sân thượng của chú anh chị ha. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha. Mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 5.200.000.000 nha. 5.200.000.000 giá còn thương lượng của chú anh chị. Công năng sử dụng của ngôi nhà mình là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. Hướng chánh là thuộc hướng nam của chú anh chị ha. Sổ hồng riêng nha. Ở đây thì gần ngay chỗ trường học Châu Văn Liêm nè, trường tiểu học Châu Văn Liêm, gần ngay chỗ chợ Kim Biên rồi bến xe Chợ Lớn. Rồi mình hướng ra bên trục đường Mai Xuân Thưởng nó khá là gần. Để mình hướng đi về bên công an quận 6 nó cũng ok của chú chị. Ở cô chú anh chị nào nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay nha. Rồi và bây giờ thì cũng Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.